Vào thời điểm cả nước cùng chung tay vượt qua khó khăn của dịch COVID-19 thì đoàn viên thanh niên cả nước đang nỗ lực đóng góp bằng rất nhiều mô hình sáng kiến và những hành động thiết thực. Giữa nỗi lo toan mùa dịch, nhiệt huyết và nỗ lực của những người trẻ đã viết nên những câu chuyện xúc động trong cộng đồng, nêu cao tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. 2.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày được các học viên ở Trung tâm Bảo trợ xã hội khuyết tật Hoa Sen, huyện Yên Thành, Nghệ An hoàn tất để phát miễn phí cho người nghèo. Lực lượng đoàn thanh niên sẽ phát miễn phí những chiếc khẩu trang này. Đoàn xã Công Thành cũng đã vận động cả cái nhà hảo tâm, cả cái mạnh thường quân, cả cơ quan doanh nghiệp chung tay góp sức miễn phí khẩu trang cho người nghèo trên bàn toàn xã Công Thành. Trong vòng một tháng qua, hơn 3 triệu chiếc khẩu trang miễn phí đã được đoàn viên thanh niên cả nước phát tặng cho người dân. Rất nhiều ý tưởng, mô hình khác của thanh niên được triển khai, như sản phẩm kính chắn giọt bắn phục vụ cho các bệnh viện tuyến huyện, mô hình bếp ăn chống dịch tại các nhà máy, mô hình bồn rửa tay dạ chiến tại các điểm công cộng, mô hình hỗ trợ các học sinh tự học tại nhà. Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch ra đời khắp các tỉnh thành. Trên những mặt trận mà gian khổ nhất, gay go nhất, đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống xâm nhập mặn ở miền Tây, thì các bạn trẻ dù với màu áo nào thì luôn khẳng định một cái niềm tin và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Và đây chính là một cái sức mạnh mà tôi cho rằng bắt nguồn từ cái truyền thống của dân tộc và từ sự lãnh đạo rất là đúng đắn của Đảng, của Chính phủ đối với phong trào của tuổi trẻ trong thời gian vừa qua. Gần 1.500.000 cây xanh được trồng mới, hàng trăm km đường giao thông nông thôn và điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng. Hàng nghìn bình nước lọc, bồn chứa và máy lọc nước được lắp cho nhân dân vùng hạn mặn. Gần 60.000 đơn vị máu được hiến tặng. Thanh niên cả nước bước vào tháng 4 với tâm thế không chỉ chống dịch như chống giặc mà còn chuẩn bị cho thời điểm hậu dịch, phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.